Đêm qua áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế và hiện thì áp thấp nhiệt đới đang đi sâu vào đất liền và sẽ suy yếu trong những giờ tới. Tuy nhiên mưa lớn do tác động của áp thấp nhiệt đới vẫn còn tiếp diễn trong 2 đến 3 ngày nữa. Trong đó thì Bắc miền Trung là nơi có mưa to nhất. Chỉ tính trong 8 tiếng từ 19 giờ tối qua đến 2 giờ sáng nay thì một số nơi tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, lượng mưa lên tới 115 đến 195 mm và dự báo báo là từ nay cho đến hết đêm mai thì khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa to với lượng từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm. Còn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 50 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Trong hôm nay và ngày mai ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, vùng trũng thấp, lũ quét sạt lở đất ở vùng núi khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.